Đây là một điều nhắn quan trọng. Trong cộng đồng của tôi có nhiều người không muốn biết. Xét nghiệm cổ tử cung rất là đơn giản, nhưng có thể cứu được sinh mạng của quý vị. Bạn cần xét nghiệm cổ tử cung 5 năm một lần trong độ tuổi từ 25 tới 74. Xét nghiệm cổ tử cung có thể cứu mạng bạn. Đơn giản là vậy. Sức khỏe là vàng. Có sức khỏe, quý vị sẽ thực hiện được những điều mình mơ ước.